Rồi, chào các bác nhé. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có mấy cái ổ điện đấy, còn có mấy mã này, sạc hết, thanh lý hết cho các bác luôn nhé. Hôm nay em biết có gửi hàng được không nữa. Thì đây là cái mã này là gửi đi rồi mà hoàn về này. Đấy. Thì cái mã công tắc ổ cắm có công tắc này. Đấy. Bác, cái ổ cắm này thực sự là rất là nhiều người mua đồ hôm ý nhá. Cực kỳ nhiều bác muốn mua cái ổ cắm mà nó vuông vuông này có 6 lỗ như này nhé. Đấy, thì cái này thì là nó hiện tại nó đang có 4 cái, 4 ổ. 4 ổ nhá. Thì tất cả ổ nó là ổ 6 lỗ hết nhá. Thì nó có công tắc reset. Reset này nghĩa là sao, khi mà bác xài quá tải trên 1.500W là nó sẽ nhảy công tắc này. Đấy. Nó đơn giản vậy thôi. Đây. Đấy. Cái này thì dùng điện 100V thôi các bác nhá, sử dụng điện 100V thôi. Đấy. Đấy. Tắt mở này. Đấy. Điện 100V nhá. Cái mã này là mã số em ghi này A này cho dễ. Hôm nay là A1. Đấy. 110.000 đấy, vẫn như hôm bữa thôi, em đã mất một tiền ship một lần rồi. Bác không có lấy thì thôi, đừng có đặt hàng, bác mất công người ta đóng hàng, tốn tiền, tốn hộp, tốn công. Đây này của Mitsushita, Made in Japan nhá. Tất cả cái ổ cắm này của Lasiolan nhá. Ổ cắm này là một mã này nó có 5 ổ nhá. Đấy, 5 ổ. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản, chân 4 cạnh bác nhá. Ốc 4 cạnh về tháo ra là mở ngay. Đấy. Còn có 25 châm hít, dùng điện 100 và 220V đều dùng được hết nhá. Đấy. Ok, cái là mã số A2 nhá. A2. Đây là 200 ngàn. Đấy. 200k nhá. Đấy. Thì cái này thì nó có 5 ổ. Đấy, một ổ nó 4 lỗ, tất cả đều có hạt riêng. Đấy, mặt riêng đó. Nghĩa gọi là mặt riêng đó. Đấy. Vỏ khác và mặt khác. Rồi, tiếp theo mã số 2, National nhá. Cái này có một ổ đen duy nhất ở trên nhé, 4 ổ trắng 1 ổ đen, cái này là 5 ổ trắng này. Đấy. Cũng 200 ngàn nhé. Đấy. Ok nhé, cái mã A3 này. Đấy. 200k. Đấy. 5 ổ các bác nhé. 5 ổ. Thì là hôm nay là dịch ấy, còn có mấy cái này thôi. Đấy, là em bán đúng là ngày xưa nó là 250 đấy. Đấy, bớt 50 ngàn cho các bác. Đấy, mùa dịch không phải là mùa dịch mà cái này là em hết dịch hàng rồi, không còn nữa nhá. Đấy, em lấy em lục mấy cái thùng kiếc, mấy cái khay kiếc này ra đấy. Nó còn được mấy ổ đấy, mấy trước bác hỏi nhưng mà hết rồi, hôm nay lục ra thì nó còn lại vứt đất lộn đấy. Đấy, thì bán lốt cho nó hết luôn đấy. Thôi chứ còn đúng là nó là 50 ngàn một ổ đấy bác. A3 nhá, A3 đấy, cũng 200 ngàn đấy, 5 ổ các bác nhá. Rồi, cái mã tiếp theo, mã này cũng gọi là Lasino hết các bác nhá. Đấy, có 3 mã của Lasino. Đấy. Rồi, cái này là A4 nhá. À xin lỗi các bác, A5 A5. Cái này A4 này. A4 này. Này A5 này. Đấy thì cái mặt là hơi nứt một tí nhưng vẫn sử dụng bình thường. Đấy, không vấn đề gì nhá. Đây cái này có một ổ Lasino ở dưới kìa. Đấy. Đó, tất cả đều có dây tiếp mát hết nhá. Đấy, rắc 4 cạnh nhá, sản xuất tại Nhật Bản. Cái này có 6 ổ nhá. Đấy, 6 ổ. 7 ổ nhá. Có một cái ổ này dùng 220 ở đâu lọt vào đây, ở Thái Lan, Thái Niếc gì lọt vào đây. Rồi, ok nhá. Cái mã này có 7 ổ. Mã số A5. Đấy. Riêng mã A5 mình nhá có 7 ổ nhá. 2 4 6. Đấy. 130 ngàn các bác nhá. Đấy. Thì lưu ý em nhá, cái này nó có hai cái nứt này này. Đấy. Đấy, nhưng mà vẫn xài bình thường, không có vấn đề gì đâu. Đấy, nên có 130 nhá. 6 ổ đó các bác ạ. Rồi, đây là cái mã này 2 4 6 ổ này. 6 ổ thì cái này là ổ khó mở bác nhá. Khó mở thì bác mua cái mũi khoan kính 6 ly. Đấy, bỏ đây mấy khoan nó vặn ra. Đấy. Có 2 4 6 một ổ 6 lỗ nhá và 4 5 ổ 4 lỗ. Đấy. 2 4 6 ổ. Rồi, 150 các bác nhá. Đấy, A6 này. 150 ngàn. Đấy. Hết hàng rồi các bác ạ. Đấy. Rồi đến cái mã số A7. Đấy, A7 nhá, thì là ổ có là ổ 3 lỗ này. À, ổ 2 lỗ nhá. Đấy, có hai cái khó mở. Hai cái khó mở này thì các bác cứ dùng tô vít dẹp.
một cạnh mài nhỏ đi là vặn được một cái của Ba La loại bốn cạnh đấy. Này có đây nhá. Rồi bốn ổ này các bác nhá, bốn ổ này, mã số A7 đấy, 100.000 đấy, A7 100.000 nhá. Sang A8 của Lasilan nhá. Lasilan thì có 3 ổ thôi, còn 3 ổ nữa. 3 ổ này không có lâm châm ở dưới nhá, không có lâm châm ở dưới nhá. Đấy. 3 ổ này không có lâm châm này. 100k cho hết. A8. 100.000. Rồi, A9 nhá. A9 thì của Makesa nhá. Đấy, ổ nó tất cả đều mặt riêng hết, kể cả Lasilan mặt riêng hết nhá. Cái này có hai cái bốn vít bốn cạnh này, còn hai cái này là vít nục giác này. Đấy, nục giác nhá, nục giác thì mở dễ này. 2, 4, 6 lỗ này, tất cả đều là mặt riêng hết nhá. Cái này là 4 lỗ nhá. Đấy. Rồi 4 ổ này là 120.000 nhá. Đây là mã số A9 120k. Đấy. A10 nhá. 2, 4 này, có cái này nứt nhẹ tí trên mặt này, tất cả đều vít bốn cạnh hết này, vít bốn cạnh hết nhá. Đấy, vít bốn cạnh hết nhá. Rồi cái mã này là 160.000 nhá, 6 lỗ nhá. À xin lỗi các bác, 4 lỗ và có 6 ổ nhá. Đây. A10 rồi, 150.000 cho nó tròn hết rồi, 150.000. Rồi cái mã này là cuối cùng của Lasilan này, Lasilan nhá. Đấy. Lasilan thì đây có hai cái ổ cắm này thì nó hơi bị cháy một chút này. Đấy, vẫn là mặt riêng nhá. Đây có 3 ổ này, 4 ổ nghiêm chỉnh nhá. Đấy, ok chưa. Đấy, có mấy cái khó mở nhá, mấy cái khó mở thì bác lấy cái tô vít dẹp đấy, tôi vít dẹp vài cái loại mà nhỏ nhỏ ấy, bỏ vào đây là mở được hết nhá. Đấy. Thôi thanh lý nhá. Đấy, có 6 cái như thế này. Đấy, 6 cái này thì thanh lý các bác ấy. Giá 200.000 các bác nhá. Đây mã số 11 200k. Đấy, có ít ổ Panasonic này. Ổ Panasonic này thì là của nó là một mã của nó 5 ổ 170 nhá. 5 ổ của nó 170.000. Đấy. Cái này khó mở nhá, dùng điện 100-220 ok hết nhá. Khó mở thì bác mua tô vít của nó là 30.000. Đấy, còn có thể về chế cái tô vít dẹp ấy, tô vít dẹp nhỏ ấy, bác mài nhỏ hai cạnh của nó bóp lại bớt thì xỏ vào lỗ này. Đây này, xỏ vào lỗ này mở ra thôi. Đấy. Cái này thì nó dây điện của nó là dây điện bấm cốt nhá. Rồi ok bác nhá, thì mã cuối cùng là 170.000. Lấy cái băng keo ghi vào cho nó dễ. Đây, A12 170k nhá. Đấy, 5 ổ. Đấy, 5 ổ các bác nhá. Panasonic. Rồi, cái mã này là mã thanh lý này. Đấy. Mã thanh lý hết nhá. Đấy. Thì cái này hôm nọ đây. Thì cái này là loại khó mở các bác nhá, nó 6 lỗ. 6 lỗ các bác nhá. Thì cái này em cứ lấy đại thôi, lấy đại cho bác là cứ đủ 6 lỗ cho các bác nhá. Đấy. Lồng côm các kiểu như miễn sao nó 7 lỗ chứ, xin lỗi các bác, 7 lỗ nhá. Đấy. Nó là 7 lỗ đấy. Đấy. Thì nó lồng côm hết. Thì em bán cho bác là 5 ổ. 5 ổ một các bác nhá. 5 ổ. Đấy, 5 ổ tính ra là cắm được 35 thiết bị, 5735. Đấy. 5 ổ cho các bác luôn. Đấy. Thì 5 ổ thì của nó thì bán cho các bác giá là 101 nhá, 5 ổ. Đấy, 101 là một. Cho nó hết hàng luôn. 110.000. Đấy, 5 ổ nhá, 7 lỗ nhá. Đấy, thanh lý hết các bác nhá. Nó có lứt lứt một chút xíu thì kệ các bác nhá, chứ không có nữa đâu. Ok các bác.